Vụ trao nhầm con ở Ba Vì, người mẹ chưa trả con sút gần 10 kg. Việc chưa giao trả cháu M về nhà anh Sơn khiến tôi bị mắng chửi rất thậm tệ, nhưng tôi không làm gì sai, chị Hương chia sẻ. Chị Vũ Thị Hương, sinh năm 1983, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội chiều nay cho biết, từ khi biết bé Đoàn Nhật M, con trai chị nuôi 6 năm nay là con của vợ chồng anh Phùng Giang Sơn, sinh năm 1990 và Phùng Thị Thu Hiền, sinh năm 1989 ở Tây Đằng, chị rất sốc. Từ khi anh Sơn thông tin đến gia đình chị là Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con, chị đã cùng gia đình anh Sơn và bệnh viện làm việc ba bên, sau đó các bên thống nhất đi xét nghiệm ADN để xác định con của hai gia đình. Sau khi xét nghiệm ADN, các bên đã xác định cháu Phùng Thanh Hát, anh Sơn và chị Hiền đang nuôi là con tôi và cháu Đoàn Nhật M là con của vợ chồng anh Sơn, chị Hiền, chị Hương nói. Từ khi biết sự việc đến nay, chị Hương rất mệt mỏi. Nhiều người không hiểu chuyện đã nói chị không chịu trả con cho anh Sơn và chị Hiền. Nhiều người còn nói những lời khó nghe, xúc phạm chị. Việc chưa giao trả cháu M về nhà anh Sơn khiến tôi bị mắng chửi rất thậm tệ. Nhưng tôi không làm gì sai. Tôi vẫn đang chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cháu M. Thủ tục pháp lý chưa hoàn thành. Làm sao tôi có thể giao cháu M được? Có người nói tôi xui cháu M không gần nhà bố đẻ cháu, nhưng trẻ con như tờ giấy trắng. Tôi không bao giờ vẽ lên cho cháu những cái bẩn. Tôi nuôi con 6 năm trời, giờ mới biết là nuôi con của người khác thì nỡ lòng nào gieo vào đầu con những thông tin không tốt. Các con làm gì nên tội. Ngoài ra, các cháu đang tuổi mới lớn, nếu không làm tư tưởng tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này. Tôi rất mệt mỏi và sút gần 10 kg. Chị Hương đau lòng chia sẻ. Chị Hương cho hay lần đầu tiên gặp con ruột là cháu Phùng Thanh Hờ. Chị Hương đã cảm thấy cháu Hờ rất giống mình và yêu thương Hờ như đối với cháu Đoàn Nhật Mờ. Nhìn con ruột của tôi mà anh Sơn đang nuôi nấng, tôi cũng xót, cũng thương và cũng muốn đoàn tụ với con lắm, nhưng tôi chưa thể bình tâm. Thời gian tới tôi sẽ bỏ công việc hiện tại ở Hà Nội để về Ba Vì xin việc làm cho Mờ tiếp xúc dần với gia đình anh Sơn. Chắc chắn phải mất vài tháng, tôi và M vẫn đi lại bình thường, rồi sẽ tách dần để M hòa nhập với gia đình anh Sơn, chứ không phải hôm nay đưa đến nhận thả M luôn ở đấy, chị Hương xúc động. Theo chị Hương, không phải chị muốn gây khó dễ cho gia đình anh Sơn hay phía bệnh viện, mà bản thân chị muốn có thêm thời gian. M là người sống tình cảm và cá tính, nếu giao con vào lúc này chị sợ cả hai con sẽ không chấp nhận gia đình mới. Nếu cố giao và nhận, các cháu có thể xảy ra trường hợp trốn ra ngoài đi lạc.